Chào tất cả mọi người, Phước Sửu đang có mặt tại khu dân cư Tân Quy Đông, một khu dân cư rất là đẹp. Tổng quy mô của khu dân cư này là khoảng gần 20 hecta. Và hôm nay là Phước Sửu đang có mặt tại một trong những công viên thuộc khu dân cư Tân Quy Đông. Và mọi người cùng theo chân Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà rất là đẹp tại khu dân cư Tân Quy Đông này nhé. Rồi bắt đầu mình cùng di chuyển đến căn nhà này nè. Với một tầm tài chính tầm khoảng hơn 30 tỷ thì quý anh chị lựa chọn căn biệt thự tại đâu để sinh sống? Thì hôm nay kênh Bất Động Sản Tiềm Năng cùng với Phước Sửu sẽ phân tích một căn biệt thự rất là đẹp tại khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7. Với diện tích khuôn viên 10 x 22 nhưng mà do căn này là căn gốc nên vạt gốc và công nhận tầm 161 m². Và căn nhà được thiết kế gồm một trệt, hai lầu và sân thượng áp mái, có khoảng 5 phòng ngủ, toilet riêng từng phòng, có 7 toilet và nhà thì có nội thất cơ bản, nhưng mà những nội thất ở đây là được chọn lọc nên rất là đẹp. Phòng rộng, sạch sẽ, rất là thích hợp cho việc vừa ở và vừa kinh doanh mặt bằng, showroom, cà phê. Như mọi người nhìn thấy thì hai bên cung đường là một cung đường rất là lớn, là 22 m và cung đường 10 m. Vỉa hè thì rộng rãi và đặc biệt xung quanh thì trồng rất là nhiều cây xanh nên căn nhà rất là thoáng mát và gần gũi với thiên nhiên. Căn nhà có một pháp lý cực kỳ ổn định, sổ hồng cầm tay, hoàn công đầy đủ. Và đặc biệt quý anh chị khi mà sở hữu căn nhà này thì mình có thể là hỗ trợ vay ngân hàng 70-75% giá trị của căn nhà. Do gia chủ này đang cần tiền trả nợ nên bán với một cái mức giá thấp hơn giá thị trường rất là nhiều. Vị trí này mình di chuyển ra đường Nguyễn Thị Thập tầm khoảng 100 m. Và từ vị trí này trên cao mình có thể nhìn thấy Phú Mỹ Hưng, thấy cái dòng sông Rạch Bàn rất là thơ mộng, thoáng mát. Xung quanh dọc theo bờ sông thì rất là nhiều cây xanh và nơi gọi là check-in câu cá giải trí cho những cái người là thích đam mê câu cá tại cái khu dân cư Tân Quy Đông. Và như mọi người nhìn thấy, xung quanh là gần như là hết 98% là tất cả các nhà ở đây đã được xây dựng, đưa vào để ở, nên nó là rất là ổn định. Khu vực này được bảo vệ 24/24 gần Ủy ban Nhân dân phường và tất cả những cái chốt bảo vệ trong khu dân cư, đảm bảo an ninh tuyệt đối cho quý anh chị khi mà sở hữu căn nhà này. Cần thông tin của căn nhà hãy inbox ngay cho Phước Sửu để Phước Sửu gửi thông tin đầy đủ cho quý anh chị. Và đặc biệt quý anh chị cần thông tin về những cái sản phẩm bất động sản tại khu dân cư Tân Quy Đông và những bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc quận 7 Nhà Bè Bình Chánh thì inbox theo Phước Sửu hotline bên dưới nha. Rồi, Phước Sửu cùng với cả nhà mình đi tìm hiểu khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7 ha. Tại đây thì có hơn 500 hộ dân đang gọi là sinh sống và làm việc tại khu dân cư Tân Quy Đông. Khu dân cư Tân Quy Đông thì có mặt tiền là đường Nguyễn Hữu Thọ và còn ba mặt còn lại là giáp sông, nên nó là rất là thoáng mát. Và như mọi người nhìn thấy thì khu dân cư Tân Quy Đông này á, là có rất là nhiều cây xanh và nhìn qua phía bên kia là Phú Mỹ Hưng và dọc theo hai bờ sông là một trong những cái công viên rất là mát mẻ, cũng là lá phổi của quận 7. Khu dân cư Tân Quy Đông có khoảng 19 hecta và trong đó bao gồm rất là nhiều nhà phố nè, shop house nè và những căn biệt thự đơn lập, song lập nằm sát bờ sông. Tiện ích nội khu và ngoại khu của khu dân cư Tân Quy Đông thì hiện tại ở đây có rất là nhiều trường học, có trường học Bộ Lĩnh nè, trường học Nguyễn Thị Thập và rất là nhiều cái cửa hàng mua sắm bách hóa xanh và những cái siêu thị GS25 tại khu dân cư Tân Quy Đông luôn. Một vị trí của khu dân cư Tân Quy Đông này rất là thuận tiện. Từ cái vị trí này thì chỉ khoảng 50 đến 100 m
và tất cả cư dân ở đây, thì ra trục chính của đường Nguyễn Thị Thập là một cung đường mua bán rất là sầm uất tại quận 7 và kết nối đến đường Nguyễn Hữu Thọ đi cầu Kinh Tẻ qua quận 4 và quận 1 khoảng 1 cây số, qua đại lộ Nguyễn Văn Linh đến trung tâm quận 7 khu đô thị Phú Mỹ Hưng tầm khoảng 2 cây số. Khu dân cư Tân Quy Đông quận 7 thì rất là gần nhiều bệnh viện như là bệnh viện Pháp Việt nè, bệnh viện Thiên Tâm Đức nè, bệnh viện quận 7 nè, và rất là gần Đại học Quốc tế RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Cảnh sát Nhân dân, Đại học Tài chính Marketing và rất là nhiều trường đại học quốc tế cấp 1, 2, 3 cận kề Phú Mỹ Hưng. Một khu dân cư rất là đẹp và hệ thống an ninh gọi là 24/24, được tất cả những cái camera và những cái chốt bảo vệ 24/24 làm cho quý khách rất là yên tâm khi mà mình sở hữu và ở tại cái khu dân cư Tân Quy Đông.